Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ở trong cái phần cứu viện Tây Thiên thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được cái dương skin Tây Du anh em nhé. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vượt ải 1 đến ải 10 nha anh em. Rồi, đầu tiên này, cái này thì quá đơn giản rồi, chill. Thế là xong, anh em chỉ cần cắt dây sao cho con yêu quái này không rơi xuống là được này. Tiếp tục, đây, thì đơn giản luôn. Đấy, như thế này là một phát cắt là cả ba thầy trò cùng rơi xuống luôn này. Ok chưa? Tiếp theo, ải này thì cũng đơn giản. Đấy, cắt như thế này. Ok, chưa bao giờ rơi xuống. Đó, ba thầy trò đã bình an vô sự. Ải sau này, không biết là đây ải số mấy đây. Ok, ok. Rồi, đấy là ải số 4 nha anh em. Ải số 5 tiếp tục này, nhìn có vẻ hơi lòng ngoằng nhưng mà cũng đơn giản thôi anh em ạ. Rồi, cắt như thế này. Cắt này. Xong, nhìn nhiều yêu quái này thôi chứ. Đó, đơn giản thôi. Tiếp tục nha. Bây giờ là chúng ta sẽ vượt ải số 6 anh em nhé. Ải số 6 thì cũng easy thôi. Đó, anh em thấy không? Cắt như thế này. Xong, đơn giản chưa? Rồi, bây giờ là ải số 7 này anh em nhé. Thân bị hóa ma. Cái này thì khó hơn một chút, nhưng mà anh em sẽ cứ cắt cái tổ không cũng như là sa ngộ tĩnh trước này. Ok, bình an vô sự rồi đúng không? Và cái này anh em phải cắt theo thứ tự nha. Đầu tiên là chư bắt giới. Đó, thấy chưa? Tiếp tục nữa là sa tăng. À nhầm, đường tăng. Ok, cắt cho đường tăng xuống này. Chư bắt giới xuống. Bốn thầy trò bình an vô sự nha. Tiếp theo là Hào Sơn gặp quái anh em ơi. Thì anh em nhìn thấy cái vòng kim cang này đúng không? Đừng để cho yêu quái nó lọt vào cái vòng kim cang này là được nha. Thì bây giờ anh em phải cắt cái dây này đã, đừng để cho nó thòng lòng với nhau, nếu không là nó sẽ rơi vòng kim cang. Cho cái này ra này, cho hai con yêu quái. Đấy, ok chưa? Mình cắt cái dây này trước. Cắt hai dây này. Đấy, ba thầy trò lủng lẳng ở đây, rơi vòng kim cang. Thế là xong, đơn giản đúng không anh em? Tiếp theo, ải số 9, tâm viên bị hại nhá. Đây, ải này thì cũng có cái vòng kim cang. Tóm lại là phải cho yêu quái ra ngoài vòng kim cang anh em nhá. Thì đây, cắt cái dây này trước. Đó, cho hai con yêu quái ra bên ngoài đã. Cho nó xong cái phần này đi. Tiếp theo là đến chư bát giới này. Đó, giờ mình phải căn. Đó, chư bát giới vào phòng luôn. Tiếp theo là đến Tôn Ngộ Không này. Trong lúc nó bay. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ là cắt đồng thời hai cái dây này là rơi xuống cùng một lúc luôn này. Anh em cứ kéo giữ chuột hoặc là ấn giữ như thế này là được nha. Một phát là sư phụ rơi xuống luôn. Đó, anh em thấy chưa? Hoàn toàn là thành công, đơn giản nha. Tiếp theo là số 10, mới thánh hàng yêu. Đây thì cũng dễ thôi anh em ạ. Đầu tiên anh em thấy sang ổ tinh lủng lẳng ở đây là phải cho sang ổ tinh lủng lẳng xuống trước. Đó. Tiếp theo là ông này nếu như cắt sợi dây lên nó sẽ đu cái này. Đu xuống thế này này. Ok, bây giờ anh em căn từ trong bên phải sang nha. Đấy, để tránh cắt vào cái dây của con yêu quái. Ok chưa? Đấy, và chủ yếu là để cho ba con này lủng lẳng ra đằng này là được này. Ok. Đấy, đu hết ra đằng này đây, bởi vì có con này nặng nó sẽ kéo hai con này theo. Bây giờ là mình sẽ cắt cái sợi dây này nha, cắt cẩn thận. Ở ngoài hết. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt cái này thôi. Đơn giản. Và ui giời, easy nha. Thế anh em nhớ ấn đăng ký kênh để đón xem phần 2 nha anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.